Not good afternoon. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Speak louder, please. Everybody. Good evening, teacher. Bé thế, làm sao có năng lượng dậy? Mạnh hơn nữa xem nào. Mỗi một tiếng good evening, teacher. Now, one, two, three, start, bắt đầu. Good evening, teacher. Yeah. Như là trượt cơm. Bạn xong chưa từ đâu vậy? Rồi xem mấy video thấy hay không? Thấy những hình ảnh của các học viên học trực tiếp thấy vui nhộn không? À không thể nào tin được. Ngày xưa thì chưa có Covid thì là các bạn ấy được đi ra ngoại, đi săn tây, bắt tây ở bờ hồ các kiểu. Là rất là vui, cô cũng được đi mấy vụ cùng các bạn ấy. Tươi trẻ ra rất nhiều. Rồi, bây giờ thì chúng ta học qua Zoom, nên là chỉ nhìn nhau qua cái hình màn hình Zoom thôi đúng không ạ? Mình có khi đoàn kết tốt được, có khi lại với khóa khi hẹn nhau một bữa nhờ, đúng không? Hợp lý quá. Ở Hà Nội ý. Có Hà Nội mê quanh quanh Hà Nội, cô nội thành, à, cô ngoại thành. Nhờ, gặp một bữa. Đúng không? Thế nhau thực tế. Ở ngoài gặp được gì cô? Hợp lý ạ. Ờ, hợp lý không? Hợp lý nhờ. Hợp lý ạ. Quá hợp lý. Thế thì quản lý lớp học lên kế hoạch nhá. Cô chỉ có ý rồi, còn quản lý lớp học lên kế hoạch nhá. Yes, ma'am. Cuối khóa mà lớp mình mà ổn được thì sẽ tổ chức một buổi gặp mặt nhau thì như thế chính thức nó sẽ vui vẻ và cảm thấy rất là tràn đầy được hạnh phúc và tình cảm hơn đúng không ạ? Bởi vì thực ra cứ nhìn nhau qua cái màn hình này nè, học nhau xong lại say goodbye, chả nhớ mặt nhau nữa đúng không ạ? Thực ra là tất cả chúng ta gặp nhau ấy, ở trên cuộc đời này thì đều có duyên cả. Không phải tự nhiên mà chúng ta được gặp nhau ở đây đâu. Không phải tự nhiên các bạn học cô Lan đâu. Tức là mọi thứ thì đều có sự sắp đặt hết. Thế nên là đã có sự sắp đặt từ trước hết rồi. Những bạn nào học lớp tư duy tâm linh sứ mệnh cuộc đời thì hiểu rất rõ điều này. Mọi thứ đều là sự sắp đặt hết. Nên là khi mà chúng ta đã được sắp đặt gặp đỡ nhau thì đó cũng là một cái gọi là đạo Phật Âu đúng là một cái duyên. Đó. Thực ra thì bình thường các lớp online là cô chưa gặp lớp nào đâu, chỉ có mỗi cái đợt lớp đầu tiên. Lớp đầu tiên cũng có quản lý lớp học các bạn ấy hăng hái nhiệt tình lắm. Lớp đầu tiên là chia thành 4 lớp cơ ạ. Tức là cái ca đầu tiên, ca số 1 ấy là 4 lớp cùng một lúc luôn. Là thành ra là 8 ca một trên một tuần. Thì lớp đấy đội quản lý lớp học cũng tốt lắm ạ. Các bạn ấy tình nguyện luôn ạ. Tức là hồi đấy là cũng chẳng biết quản lý lớp học là ai hết. Các bạn tự xung phong, các bạn bảo cho em quản lý cho. Thế lúc đấy là mới Covid mà, đông lắm, 1.000 thành viên. Cái đợt đầu vậy là 1.000 chia thành 4 lớp, nó đông quá. À, bởi vì dung lượng đang sửa nhà nó bận. Là các bạn ơi trật tự. Hình như Zoom bị giới hạn 100 người hay sao nhỉ? Quản lý xem ai cầm hot thì xem lại cái Zoom xem. Cô thấy cứng 100 người từ nãy giờ không có thêm một được thành viên nào cả. Có phải là do là bị Zoom giới hạn không? À đây có 101 rồi. Thế chắc là được rồi. Rồi. Okay. Rồi. Thì các bạn ấy thì có một lớp đấy thì là hồi đấy là quản lý lớp học các bạn ấy tự gặp nhau. Là tự gặp nhau xong gọi mời cô ra, thế là có một lớp đấy là có gặp thôi. Thế còn từ lớp sau thì thực ra cô cũng khá là bận nên cũng không có thời gian lắm. Nếu mà tổ chức quản lý lớp học mà tổ chức được đông vui mọi người thì cô sẽ sắp xếp. Bởi bình thường một ngày làm việc của cô tần suất lắm. Thế là gần như thời gian cô không có lãng phí một giây một phút nào đâu. Nếu như có giây phút nào mà cô có rảnh ra thì nghỉ một chút, cô ngủ trong tầm khoảng 10-15 phút. Đấy, còn từ sáng đến tối là thời gian của cô thì không có lãng phí một giây nào cả. Đó, nên là ngày xưa thì lãng phí nhiều lắm, YouTube, rồi TikTok, rồi xem phim, rồi thỉnh thoảng là đi, tóm lại là cũng đi những cái vụ đó, ăn uống nó cũng không có, tức là những cái vụ ăn uống nào phải thực sự là có ý nghĩa thì cô mới đi tham gia. Chứ còn nếu mà cái vụ mà tiệc tùng ăn uống nó không có ý nghĩa là cô cũng dừng hết ạ. Bởi vì thực ra thời gian chúng ta mỗi ngày chỉ có 24 tiếng thôi. Đúng không ạ? Không ai hơn ai cả. Nên là chúng ta có bao nhiêu thời gian thì chúng ta phải trân trọng. Bởi vì thời gian thì gì ạ? Chúng ta biết rồi còn quý hơn cả vàng mà. Nên là chúng ta cần phải trân trọng cái thời gian của mình. Ví dụ như cái thời gian chúng ta đang học ở đây này. Thì chúng ta sẽ trân trọng cái thời gian này và dành 100% cho cái việc học tiếng Anh. Thì sau này chúng ta không bị hối tiếc, là chúng ta sẽ thành công luôn. Tức là chúng ta học đâu cũng thành công như đấy. Chứ còn nếu mà thực ra là chúng ta mà học mà chúng ta
đến lúc ngày hôm nay chúng ta học mà kiểu như vừa học vừa ăn cơm hay vừa học vừa làm việc khác ấy. Thế sau đó thì lúc này sau này chúng ta là hối hận. Bởi vì cái thời gian đấy không được nghiêm túc. Nên thực ra là gì ạ? Kể cả những khóa mới thì các quản lý lớp học có tổ chức thì cô cũng nhắc luôn, cô bảo là những thành viên nào đã có mặt trong lớp học cũ này rồi thì tuyệt đối là không cho vào nữa. Bởi vì là không còn chỗ nữa, bởi vì là mỗi một người chỉ được học một lần thôi. Mà bây giờ lại dành chỗ của lớp khác thì không được, bởi vì kể cả Zoom mới ra cũng đều có giới hạn hết. Với lại cô không muốn tạo cho mọi người có một thói quen, đó là chúng ta cứ học thành nhiều lần bắt đầu mới thành công. Cô muốn là các bạn sẽ học cái gì, các bạn nghiêm túc ngay từ đầu các bạn sẽ thành công. Bởi vì là cái việc là chúng ta gì ạ? Thành công hay không bằng cái việc là thái độ chúng ta. Có thực sự nghiêm túc hay không? Chứ còn nó không thành công ở cái việc là cô Lan có tốt mấy chăng nữa nhưng mà chúng ta không có nạp vào thì nó cũng không thể thành công được. Nên là cô Lan vẫn nhắc đi nhắc lại một điều, đó là gì ạ? Bài tập của cô Lan đã nói thì các bạn sẽ đừng gọn bớt một bước nào cả. Ví dụ làm thì cô thấy là bài tập viết gửi đến rất nhiều nhưng bài tập nói thì lại ít hơn. Thế mà cái quan trọng cuối cùng của chúng ta học tiếng Anh để làm gì ạ? Cái quan trọng cuối cùng ta học tiếng Anh để nói được, đúng không ạ? Speak được ra. Thế mà cái bước nói ra thì các bạn cắt ăn bớt của cô. Thế chủ yếu là viết vậy. Viết em thấy dễ hơn nên em làm trước. Thế còn nợ phần còn lại. Thế là cứ nợ cái phần nói. Thế bao giờ các bạn nói được đây? Mục đích cuối cùng của bạn là để nói được ra những câu như thế mà. Đúng không ạ? Thế mà bây giờ chỉ còn một bước nữa thôi. Bước nữa 1% nữa thôi. Quyết định được cái việc là chúng ta cất từ vựng vào đây. Nói được ra. Mà lại thôi bỏ lại. Xin thưa các bạn bỏ lại sau bạn học vất vả. Bây giờ nó đang đến mức như này nhá, các bạn nhớ được tầm khoảng 70-80% rồi. Thế bây giờ là gì ạ? Nói được ra nữa thì nó nhớ đến tận 90 đến gần đến cả đến có thi đến cả 100% luôn. 100% là chuyện rất bình thường. Là cất nó vào đây. Thì nhớ rất là sâu và không quên được. Nhưng mà nếu các bạn không từng nói ra, bỏ qua bước nói. 1-2 tháng sau nó quên mất ạ. Nó bay mất đâu rồi ạ? Thế là gì ạ? Học với cô Lan hết rồi. Hiểu không ạ? Nó rất là phí các bạn ạ. Nên cái thời gian chúng ta bỏ ra là chúng ta phải nhận giá trị. Các bạn nhé. Nên đấy là lý do vì sao cô Lan cũng luôn thúc đẩy lớp mình là động viên, là lớp cần phải quyết tâm cho đến phút cuối cùng và phải làm đúng những gì cô Lan dẫn, đừng bỏ qua bước nào cả. Bởi vì tất cả các bước cô Lan tính toán hết rồi, chẳng thừa chẳng thiếu bước nào đâu. Và trải qua đây là hơn 20.000 học sinh rồi, sinh viên rồi, người đi làm rồi. Họ đã trải nghiệm, cô Lan đã cắt gọt quy trình và hoàn thiện quy trình rồi. Thế nên rằng là nó chẳng thiếu chẳng thừa tí nào đâu. Đừng bảo ui em nhớ hết rồi, em không cần nói đâu, mai nó bay đâu mất. Bảo ô thế sao lại từ vựng của em nó đâu mất rồi, nó lại quên đâu mất rồi. Hiểu không ạ? Thế nên là chúng ta phải nhớ một điều, đó là đừng ăn bớt ví dụ của cô. Và đã quyết tâm làm cái gì đấy, làm một lần thôi thành công, thì các bạn sẽ tự tạo cho mình cái não bộ của mình ấy, nó sẽ không bỏ cuộc mà làm gì cũng một lần là chúng ta thành công. Chúng ta nghiêm túc một thứ thì những thứ tiếp theo chúng ta sẽ tập trung nghiêm túc. Còn nếu một thứ chúng ta không nghiêm túc, những thứ sau cũng lại như thế và cũng như thế và như thế. Tất cả các việc trong cuộc sống ta nó trở thành một vết xe đổ như nhau, không có tập trung, không nghiêm túc. Đấy là lý do vì sao các bạn học với cô không phải chỉ được mỗi kiến thức đâu ạ, mà các bạn học với cô còn được cả kỹ năng đấy ạ. Và kỹ năng cô đào tạo cho các bạn đó là gì ạ? Kỹ năng không bỏ cuộc và gì ạ? Kiên trì. Mà chính cái đó chính là cái mà dẫn đến cho thành công cho các bạn. Được chưa ạ? Đó là con đường thành công của bạn đấy ạ. Bởi vì con đường của thành người, những người thành công chẳng có gì ạ, chẳng có ai là gì ạ, bỏ cuộc hết ạ. Các bạn thấy có người thành công nào bỏ cuộc không? Hả cả lớp? Nếu như mà ngày xưa cô Lan mà gì ạ? Cô Lan mà bỏ cuộc thì có cô Lan ngày nay không? Có cô Lan dạy phương pháp ngôn gốc cho hơn 20.000 người như này không? Không ạ. Các bạn đọc phương pháp của cô rồi ngay từ đầu đúng không? Thấy rằng là gì ạ? Cô Lan học tiếng Anh cô vất vả lắm đâu, có dễ gì đâu. Gần 2 năm trời học ở trung tâm ngoại ngữ. Gần 2 năm trời học ở trung tâm ngoại ngữ. Và gì ạ? Cũng vất vả như các bạn ngày nào cũng đi học luôn. Học rất nhiều từ vựng cấu trúc rồi các kiểu, học hết, có thiếu cái gì đâu. Thế nhưng mà gì ạ? Khi mà gì ạ? Khi mà gần 2 năm sau thì gì ạ? Bắt đầu thấy thầy Tây về dạy. Hí hửng, hồi đấy là có Tây là thích lắm đấy. Hí hửng. Đúng không ạ? À, mời về 5 đứa ở trung tâm đấy, mời thầy về Vĩnh Phúc chơi. Đấy không phải quê hương của cô đâu mà quê hương của ba cái thằng bạn chơi thân cùng trung tâm đấy ạ. Cứ đi tắt hết lớp này lớp kia gặp nhau thôi cùng chơi thân. Thế là mời về quê hương Vĩnh Phúc. Mà bây giờ Vĩnh Phúc như là quê hương thứ hai của cô ấy. Rất là thân, chơi rất là thân. Bây giờ cô vẫn chơi thân với ba bạn đấy. Mà bây giờ nói chung là ba bạn đấy có khi là người bạn thân nhất của cô Lan đấy ạ.
bây giờ vẫn duy trì nói chuyện, kể cả lấy vợ sinh con tất cả các thứ rồi nhưng vẫn thân nhau, vẫn nói chuyện với nhau, vẫn rất là thân đấy. Bạn là cô từ hồi tiếng Anh đấy ạ. Thế sau đó thì gì ạ? Mời thầy về Vĩnh Phúc chơi, Tam Đảo, Trúc Lâm Thiền Viện các kiểu 3 ngày, chả nói được cái câu gì. 2 năm học rồi đấy ạ, chẳng nói được cái câu gì cả đó. Thế sau đó thì gì ạ? Trong cái lúc mà cô áp lực lắm, rất nhiều áp lực, chuẩn bị ra trường tiêu bao tiền bố mẹ rồi. Nhà cô là thuần nông chứ không phải là nhà có điều kiện gì đâu. Đó, rất là vất vả, khó khăn bố mẹ. Để mà cho cô Lan là người đầu tiên ra được đi học đại học thì là bố mẹ rất là vất vả, lao động nhà nông thuần nông ạ. Đó, thế mà khi đó là mình cảm thấy rất áp lực. Thì bắt đầu cô Lan ra được cái phương pháp này đấy ạ. Thế các bạn đọc những phương pháp đấy thì bạn thấy rằng là nếu mà đọc cảm xúc hòa vào thì có thể rớt nước mắt ấy, để cô Lan ra được phương pháp này. Chứ không phải là cái phương pháp đấy nó lấy ở đâu đâu ạ, mà trên trời rơi xuống đâu ạ. Được chưa ạ? Mà phải đúc kết của cô Lan rất nhiều. Và sau đó khi cô Lan ra được phương pháp này, bản thân cô Lan phải là người tự đi tìm hiểu cái cách thức lắp ghép đặt câu, cấu trúc câu tự lắp ghép đấy ạ. Tự đặt đấy ạ. Mà đã khó nhất là cái phần trạng từ, cái phần danh từ. Cái phần danh từ ngày mai chúng ta học này. Xong cái khó thứ hai đó là cái phần trạng từ, cái phần trạng từ. Hỏi mỗi một thầy cô giải thích một cách khác nhau. Thầy này bảo gì nó đứng chỗ này, thầy này bảo nó đứng chỗ này, thầy này bảo nó đứng chỗ này. Thế vì sao bảo thế đấy, nó thế thôi. Mình cũng chẳng hiểu là cái gì cả. Thế là bản thân cô bảo kiểu gì nó cũng phải ra quy luật chứ. Làm gì có chuyện là mỗi một người giải thích một kiểu và lại cứ thế thôi. Tức là nó không cụ thể rõ ràng gì cả. Thế bản thân cô là phải đi móc mói tìm tòi đấy ạ. Cái danh từ cũng vậy, hôm nay chúng học thấy rằng gì ạ? Cái quy luật ghép danh từ cũng vậy, không ai dạy cả. Phần trạng từ cũng vậy. Trên mạng các bạn đọc có 5 trang giấy đấy, nhưng mà đọc xong không hiểu gì luôn ạ. Hỏi bao giờ cô thì trạng từ đứng đâu, đứng khắp câu cô ạ. Thế học quái. Thế hỏi trạng từ đâu nó khắp câu đấy, cứ cho hết khắp một câu mà đứng. Đúng không ạ? Nên là cái quan trọng nhất là các bạn quản lý được thằng thành vật chính trong câu chủ ngữ động từ tân ngữ rồi. Danh từ ngày mai vẫn là chủ ngữ, thành vật chủ ngữ và thành vật tân ngữ. Đó. Thế nhưng mà ngoài cái thành phần dạ, chủ ngữ động từ tân ngữ ra, chúng phải chắc ra, thì chúng ta cần phải gì ạ? Phải chắc cái phần trạng từ nó chạy lung tung ở trong câu. Thế bây giờ các bạn không quản lý được nó thì bắt đầu nó chạy khắp nên chẳng biết đứng chỗ nào. Nên câu 3-4 trạng từ làm nào? Đúng lung tung à? Đúng không ạ? Nên các bạn phải biết được tất cả những cái thứ cơ bản đấy của tiếng Anh thì các bạn mới thoát được cái mất gốc tiếng Anh đã. Được chưa? Tính danh động trạng phải nắm chắc được nó vẫn đứng ở đâu, nó nằm ở đâu. Đúng không ạ? Loại từ nó như thế nào? Thì làm được điều ấy thì các bạn thấy tiếng Anh nó rất là dễ. Chứ còn nếu các bạn không chắc được cái gốc này ấy thì cái ngọn bạn thấy nó luôn khó, bởi vì bản thân cấu trúc câu hiểu đâu. Trên kia học thì cứ vào cái là đã nói, cứ chạy theo họ. Chưa gì vào học đã thì thời rồi. Hiện tại hoàn thành mới tiếp diễn rồi, đến chết mất rồi. Chưa học toàn thì thời thôi. Đúng không ạ? Các bạn thấy cô dạy tí thì thời đâu? Cha tí thì thời nói tiếng như thường. Đúng không ạ? Đây, các câu có tí thì thời gì đâu. Đúng không ạ? Thực ra các bạn hiểu này. Khi các bạn nắm chắc cái cấu trúc câu ở dạng hiện tại này rồi, to be và động từ thường, sau đó đến gì ạ? Động từ quý tiếu 3 cái thằng này hiện tại này. Nói tranh trách rồi. Sau khi các bạn nắm chắc được cấu trúc rồi, cô mới dạy các bạn các thì thời khác. Thực ra các thì thời khác chỉ thay mỗi to be, am, is, are trở thành were, was. Thế thôi, cấu trúc câu có thay đổi gì đâu. Chủ ngữ động từ thay đổi gì đâu, trạng từ thay đổi gì đâu. Không. Đúng không ạ? Thì tương lai thay mỗi will là xong. Thế nhưng các bạn phải nắm chắc cái này này. Cái vấu chốt các bạn phải nắm chắc đó là cái nền tảng này này. Chứ không phải là cái cần các bạn nắm chắc là thì thời trong tiếng Anh, học tiếng Anh. Thế mày có học thì thời không? Sao cô ấy không thấy học thì thời gì cả? Bảo thế có thích học thì thời không? Bạn có bạn hỏi cô có thích học thì thời không? Học thì thời không? Quay về học 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm nhiều trước nhé. Đấy. Được chưa? Chứ cái bản chất tiếng Anh nó không quyết định bởi cái vấn đề thì thời. Đúng không ạ? Mỗi thì hiện tại nó đi nói khóc. Được chưa? Mà khi mà bạn nắm chắc được cái cấu trúc hiện tại rồi, cái kia thay mỗi vào có cái gì đâu. Đúng không ạ? Nó có khó đâu, nên cô bảo dạy cái nền tảng mất rất nhiều thời gian, nhưng mà đến cái thì quá khứ cô dạy á, ba cái loại từ này, ba cái loại to be, động từ và trợ, động từ quý thiếu này, ba cái này cô thành một buổi, nó quá khứ thành một buổi, nó nhuần nhuyễn luôn đấy. Thế nhưng mà hiện tại thì dài nào ui thì tiếp diễn cũng lại một buổi xong hết ạ. Hiện tại thành một buổi xong hết ạ, thành thạo luôn ạ, hiểu bản chất luôn ạ. Đó, nên chúng ta phải hiểu một điều, đó là cái quan trọng nhất chúng ta đang học cái gì. Nên là khi các bạn đã biết rằng là cái thời gian của cô nó thực sự nó không có nhiều, các bạn hãy trân trọng, bởi vì là cô cứ sát giờ đấy ạ. Thực ra là sát giờ là cô ngồi ăn cơm nhanh rồi vào lớp mình ạ. Và đấy, bây giờ lại còn có một lớp nữa là các bạn xin cô là thôi đến 6 giờ 7 giờ cô vừa mới giải phóng một lớp xong, thì bây giờ các bạn xin là hết. Các phụ huynh xin cô là đây hè này cô giúp bọn em cho con em nó lớp 6, lớp 7, lớp 8 này,
lớp 6, lớp 7, lớp 8 biết tại sao nó mất gốc không? Cái cấp 1 nó không mất gốc đâu. Bởi vì sao cấp 1 dạy dễ. Nhưng bắt đầu các bạn cứ để ý nha, các bạn nào có con này, bắt đầu con sang lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 6, lớp 7 là thấy con bắt đầu sợ tiếng Anh rồi. Bởi vì lúc đấy vào bắt đầu học thì thời rất nhiều, ngữ pháp rất nhiều và chóng mặt luôn. Bởi vì sao cấu trúc không hiểu, học không hiểu cái gì cả, có cấu trúc đâu. Nên mất gốc tiếng Anh, nên càng ngày càng sợ, càng học càng sợ tiếng Anh. Cứ đến tiết tiếng Anh là nó sợ. Là bởi vì sao ạ? Cái phương pháp đào tạo của Việt Nam mình nó rất là không ổn. Ở cái cấp 1 dạy thì rất dễ, nhưng đùng cái lên cấp 2 một phát thì thời từ vựng nó nhiều dã man luôn. Đúng nhìn thương các con học thật. Mà các con công cốc thì không vững, đùng phát học cái thì thời cao, xong rồi cấu trúc cái tự sẵn có rồi cứ thế bắt các con làm theo. Thế thì nó chẳng mất gốc, nó sợ tiếng Anh luôn. Đấy. Thế là các mẹ nhờ cô mấy tháng hè này gọi khẩn thấp cho con em mất gốc tiếng Anh. Đang nhờ cô lớp 6, lớp 7, lớp 8. Cái lớp đấy đấy ạ. Nhà có đang thiếu khoảng 3 bạn nữa. Có bạn mẹ nào mà muốn cho con học thì học thì xin vào. Lớp này cô dạy cô phí nhưng mà giúp thôi. Hôm lại là vài chục nghìn một buổi, cô thấy rẻ lắm. Giúp các bạn thôi chứ còn thực ra là biết thừa cộng đồng bây giờ cũng không có tiền. Nhưng mà nói thật là bây giờ cô làm là bởi vì kinh tế. Đó. Nên là giúp mọi người là chính. Chứ còn thực ra trước đây 1 triệu một tiếng cô chẳng dạy. 1 triệu một tiếng thì bảo cô đến cô dạy còn lâu. Cô không dạy đâu, 5 năm trước rồi, 6 năm trước rồi. Cô không dạy đâu. Chẳng qua bây giờ là cô nghĩ vì cộng đồng nhiều hơn chứ ngày xưa là nghĩ kinh tế. Nếu là kinh tế là cô không làm đâu, bởi vì trung tâm cô đầy, cô đang thuê giáo viên gì cả. Bây giờ mình còn đi dạy thuê, đi ra kia các bố mẹ tổ chức lớp bảo cô dạy không. Đó. Thế là chính vì thế nên là trường cô cũng không dạy, trường cô cũng bỏ. Bởi vì là trường các bạn thấy mát trường ngon không xịn đúng không? Thích thế. Nhưng mà cô cũng chẳng dạy. Mát học viện ngoại giao, mát đại học Hà Nội. Cô bỏ, không dạy. Bởi vì cô quan trọng cái thực tế. Và bây giờ cô đi sâu vào cái trao giá trị cho cộng đồng là chính. Bởi vì đó mới là cái giá trị lớn. Cái giá trị lớn lao sau này các bạn học các bạn biết. Những bạn học lớp tư duy tâm linh sứ mệnh của đời là bạn sẽ hiểu rất rõ. Này cô đặt cái giá trị vào đó rất là nhiều. Bởi vì là đó mới là cái đích đến của cuộc đời. Đó. Với lại là cái lớp, với lại cô đã trao những lớp tiếng Anh miễn phí này từ cái khi mà, từ cách đây khoảng 4 năm, 5 năm, 5 năm rồi. 5 năm là cô đã trao đi những cái lớp này miễn phí rồi. Nhưng hồi đấy mình chỉ biết trao đi chứ mình chưa hiểu ra giá trị đâu. Với lại thực ra cái đợt đấy trao đi ấy, nhưng mà nó vẫn còn nghĩ cái việc làm kinh tế. Nói chung là như thế. Các bạn biết học lớp 2 ngày miễn phí xong thì các bạn học, nếu mà học lớp có phí của cô, ngày đấy nếu bạn nào mà học cô từ ngày xưa rồi sẽ biết rằng là một khóa 6, 9 tháng đến 9 tháng là 39 triệu 980 nghìn. Mà tỉnh còn bay về đầy, tỉnh bay về để học. Đó, nên là các bạn phải biết rằng các bạn bây giờ vô cùng may mắn là bởi vì cô đang dạy miễn phí như này, cái lớp học như thế này đó. Nên là chúng ta hãy cố gắng trân trọng và học cho đến giây phút cuối cùng để chúng ta nhận được giá trị và cố gắng là làm theo đúng những gì cô hướng dẫn, được chưa? Đó, cái lớp lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì các bạn các mẹ cũng đang hỏi cô là lớp mình nếu mà có ai mà muốn cho con học ấy thì nhắn cho cô, nhắn inbox riêng cho cô nhé. Đó thì là cô cho ghép vào lớp đấy để cho nó đủ lớp để cho các mẹ được tổ chức lớp học. Thứ hai nữa là có một lớp nữa là các bạn bận, tức là bận mà muốn học nhanh, tức là muốn học tiếng Anh nhanh, người đi làm đấy ạ, thì cũng đang nhóm xin cô thì cũng còn tầm khoảng 3 học sinh nữa. Thế cô ghép vào thì nếu như bạn nào muốn ghép vào cái lớp đấy học nhanh là cô sẽ dạy theo nhanh, đi nhanh và đi sâu. Thì cũng học vào tầm khoảng, chắc là tầm khoảng 7-8 giờ tối đấy, đến 8 giờ tối, tóm lại tầm đấy. Thì hai cái lớp đấy là cô đang, các bạn đang xin, các bạn đang mời gọi mọi người. Cô bảo đủ đi cô dạy. Đấy, cứ gọi đủ đi thì gọi. Và các bạn cứ bảo cô xem cô có ai cô ghép phụ em với bọn em còn vào học. Và ừ thế để cô hỏi, hôm nay tối nay lớp trên lớp này, cô hỏi xem có bạn nào muốn học thì cô bảo cho ghép vào trên lớp để cho đủ để tuần sau các bạn ấy học. Đấy thì đấy là thể theo nguyện vọng của lớp thì các bạn hỏi cô thế thì cô cũng nói lại với lớp như vậy. Được không ạ? Ok. Những bạn thành viên trong lớp mình đấy ạ, các bạn hỏi cô đấy ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là phần trọng âm của từ. Hôm trước là các âm kia hình như chúng ta còn một âm nữa đúng không ạ? Có phải là còn âm thờ thờ gì đấy không? Phải không các bạn?
Những thành viên không bật cam nào, bật cam hết lên là thấy IT nhắn thế đấy ạ. Nào không bật cam lên là bị cho ra đấy ạ. Rồi, nào cả lớp ơi, hôm trước có phải là còn một âm nữa không hay là hết rồi, cô dạy xong hết rồi. Các bạn, cứ nói đi. Hay cũng quên luôn bài học hôm trước đến buổi nào cũng quên luôn hả? Nào cái âm này học chưa? Học chưa các bạn? Bị tắt mic à? Có phải bị tắt mic không? Bị tắt mic hay các bạn tắt mic đấy? Dạ, mới học tắt rồi. Số 23 thì chưa học cô. Âm này chưa? Âm học rồi cô. Âm này học rồi. Mới học đến âm vờ ạ. Âm vờ. Mới học đến âm 23. Âm vị âm 2 hả? Đây, ok, thế còn hai âm cuối, phải một âm cuối, hai âm cuối. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại âm F và âm V này, sau đó sang hai âm cuối nhé. Và sau đó chúng ta sẽ sang phần trọng âm của từ. Đó, ok. Hôm nay có thể là cái thời gian mà nó có thể là 10 giờ 15 một chút đi nhé. Nếu mà trong trường nó muộn một chút xíu thì các bạn cũng sẽ chuẩn bị tinh thần. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại âm này. Âm này là âm gì các bạn còn nhớ không? Ở môi răng, đưa môi lên răng, ra hơi. Môi dưới răng trên. Nào, đưa môi lên răng nào. Môi dưới răng trên ạ. À? Đúng rồi, môi dưới răng trên ạ. Môi dưới răng trên. Rồi, làm đi. Âm V, đưa môi lên răng và ra âm này. Như thế nào nhỉ, còn nhớ không? Phải bờ đâu à. Thế nào nhỉ? Rồi, làm đi. Môi lên răng. Môi lên răng. Rồi ra hơi. Ra âm. Ra hơi. Ra âm. Cái tay môi chưa? Ngứa môi chưa? Đưa sát lên là ngứa môi đúng không? Đây. Và từ nào? Save. Âm này đưa môi lên răng và ân ân ở cuối nhá. Fine. Môi lên răng âm vờ này. Fine. Tiếp tục nào. Chúng ta có từ tiếp theo nào. Fear. Fear. Môi lên răng ra hơi. Fear. 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 Rồi tiếp tục đưa môi lên răng. Fast. Fast. Bạn đưa môi lên răng nào. Fast. Fast. Rồi. Warp. Và từ cuối cùng nào. Fairy. Fairy. Đưa môi lên răng nào. Very. Very. Em read it again. Các bạn đọc lại nào. Xin mời. Save. Đưa môi ra hơi nha. Tiếp tục ra âm. Save. Tiếp tục nào. Fine. Ấn ở cuối nhá. Fine. Tiếp tục nào. Fine. Tiếp tục nào. Fine. Đúng rồi, tiếp tục nào. Fast. Tiếp đưa môi răng. Fast. Tiếp ạ. Very. Tiếp tục nào. Very. Ok, very good job. Bây giờ nhá, cô Lan sẽ... Đây, bây giờ các bạn có thể phân biệt được rất nhiều những cái âm này rồi. Cô sẽ cho các bạn thử phân biệt. Thì đến nay là các bạn học đến đây là được 23 âm rồi. 23 âm rồi là còn có 2 nữa là kẹo là sẽ được học. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt được rất rõ những âm như này. Đấy, cái bút này nó lại được rồi đấy. Đây, ví dụ chúng ta có nhá, từ file khỏe này. Kết thúc bằng chữ N đúng không? Fine. Từ file tìm thấy. Kết thúc bằng chữ gì đấy? Chữ D đúng không? Fine. File đánh nhau. Kết thúc bằng chữ gì? Chữ T đúng không? Và từ file số 5 kết thúc bằng âm gì đấy? Âm vờ đúng không?
Nào bây giờ chúng ta sẽ phân biệt được chưa ạ? Đã phân biệt được chưa? Five. N học rồi. Quay lưỡi vào trong. Vâng. D quay lưỡi vào trong giống hệt chữ N đúng không ạ? Nhỏ đúng không? N đầu lưỡi trên răng ra hơi là phải. Còn V đưa môi lên răng là vâng. Phải. Đấy, bây giờ bắt đầu vào từ đọc này. Xin mời đọc. Phải. Phải. Đây là cuối. Phải. Đ gầy giọng lưỡi trong nhá. Phải. 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 Gầy vào trong. Phải. Đấy, để các bạn nghe nó dễ. Được chưa? Còn đâm này là gì? Các bạn cứ đọc theo đi nhá. Fight. Fight. Đúng rồi. Fight. Đúng rồi. Tiếp tục âm này đưa môi răng là five. 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 Đúng chưa? Đó. Và tiếp theo chúng ta có những từ như các bạn thử đọc lại một lần nữa xem nào cho chắc nào. Xin mời đọc nào. Five. Five. Tiếp theo từ tiếp theo. Five. 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 Tiếp tục từ tiếp theo. Five. Đúng rồi, ra hơi như thế. Tiếp tục. Five. Ok. Tiếp theo chúng ta có âm như sau, đó là âm gì nhỉ? Đây. Ngoài. Các bạn biết từ này đúng không? Giặt rửa đúng không? Four. Từ này cái gì đúng không? Từ này là xem đúng không? Khác nhau chỗ nào đây? Ra hơi đuổi gà. Cái này thì T. Còn cái này đó là gì? Watch. 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 Đây là gì? Hôn gió đúng không? Yeah. Đúng không ạ? À? Nào xin mời đọc nào đuổi gà cuối nhá. Watch. 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 Các bạn. Watch. Watch. Mấy chân răng ạ? Watch. Watch. Cái này âm này hôn gió nhá, ra hơi à. Watch. Watch. Đấy khác nhau chưa? Watch. Rồi ạ. Watch. Nếu không lại what như nhau á, đúng không ạ? Chỗ này five như nhau là hỏng hết ạ. Đúng không ạ? Khác nhau hẳn hoàn toàn nhá. Bây giờ cô đọc lại cho ba cái mấy chữ này một lượt để các bạn sẽ nghe để thấy sự khác biệt nhá. Đây này. Từ đầu tiên này, find. Thấy chưa? Thấy nghe thế? Ừ, đúng không? Tiếp tục này, find. Và thấy gầy vào trong đúng không ạ? Tiếp tục ạ, fight. Đấy, đầu đến trên răng đúng không ạ? Tiếp này, five. Có thấy vừa không? Đấy, đưa môi răng. Five. Được chưa? Đấy, sự khác biệt chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang hai âm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Đây, âm này. Da gì? Tờ là âm da. Da âm ạ. À. Âm da âm ạ. À. Đây là âm răng lưỡi. Nó là âm răng lưỡi. Vậy thì âm sẽ được tạo ra bởi gì? Bởi răng và lưỡi. Vấn đề là có hai răng và hai lưỡi. Có dùng hết hay không? Xin thưa dùng hết ạ. Dùng hết cả hai răng và hai lưỡi luôn. Được chưa ạ? Đặt lưỡi ra khỏi hai răng. Này. Hai răng cắn xít xít vào lưỡi. Nhưng đừng cắn mạnh được. Được chưa? Cắn vào thôi nhưng cắn mạnh được. Đã. Khi phát âm nhớ không mở miệng này. Không phải thế này đâu nhá. Không mở miệng, đặt tay đây. Đặt lưỡi ngoài. Dậm. Dậm. Đấy ạ. Quan sát được chưa? Chỉ đặt lưỡi ngoài và thụt lưỡi vào và đẩy âm ra thôi. Thụt lưỡi vào và đẩy âm ra. Được chưa? Đấy. Dậm. Dậm. Đúng không? Dậm. Đấy ạ, các bạn có thể những nhà nào không ồn có thể bật mic lên được ạ. Không thì cô ấy tưởng kịch câm chết. Đúng rồi, đặt lưỡi ngoài. Đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Và từ này mình không đọc là zit, không đọc là zat, không đọc là zi dâu, được chưa? Không đọc thế. Bạn đọc này. This. Đặt lưỡi ngoài. This. Tiếp tục ạ. That. These. These. Those. Họ không đọc là dây đâu nhá, mà họ đọc là they. 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 They.
days. Day. Day. Đúng rồi ạ. Day. 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 Đúng rồi, rất tốt ạ. Day. 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 Rồi, ông Đức có học không? Day. Ông Đức ơi. Để IT cho ông Đức ra khỏi lớp cái. Ngồi toàn chơi học cái gì? Lớp tâm linh cũng thấy học không nghiêm túc, cô đuổi ra khỏi lớp ấy ạ. Lớp tâm linh cũng cho ra khỏi lớp, lớp tiếng Anh này cũng thấy học chả tập trung gì cả. Đã đi cho ra ngoài của cô cả. Gọi mãi chả thấy đâu. Rồi, đặt lưỡi ngoài ạ. They. 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 Tiếp này. Mother. 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 Anh ID để ý cho cô những cái ID nào mà bật cam nhưng không có mặt trước màn hình cho ra ngoài cho cô ạ. À. iPad để cho ra ngoài luôn đi. Mother. Bố này, đưa môi răng này. Father. Father. Anh trai này, mím cái môi lại này. Brother. Brother. Hiện tại có ai tin Trúc Quyên này, cô cho ra ngoài nhé này, không có mặt cam này. Brother. CC gì đây này, cam ra ngoài, cô cho ra tấm mặt nào cho vào đấy nhá. Bạn Triệu này có mặt trước cam này ra ngoài. Dung Trịnh cắt cam ra ngoài hết này. Dạ. Trang ra ngoài hết này. Đây. Cho ra ngoài hết đi, ngồi trong Zoom là gì, tắt cam là cái gì. Bạn Vi này cũng vậy, ra ngoài hết đi ạ. Vi. Dạ. Học. IT làm nghiêm như cô Lan cái nhá. Quan sát thì ai không bật cam hoặc là ai có cam nhưng không có mặt trước màn hình cho ra hết cho cô cái ạ. Học nó tập trung mà. This. Cho ra một loạt rồi ạ. Cô vừa kích cho cả chục bạn ra. Rồi, ok. Đọc tiếp vào từ. Học phải nghiêm túc, học. This. Cô bỏ công sức ra dạy thì phải các bạn nhận giá trị, nhận giá trị còn quay ra học. Thế đúng không ạ? Tiếng cô ra. Đặt lễ ngoài. They. 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 Môi lên răng. Father. Dí môi vào. Mother. Mother. Rồi ạ. Close. Rồi xin mời cả lớp tự đọc lại nào. Cô đặt một lần mẫu đi cô. Cô đặt mẫu ở đây. Vâng. Đây, đọc lại nhá. Đây cô đọc cho các bạn này. Lễ ngoài nghe này. They. Không phải dây mà là they. Được chưa? Không phải zit, không phải zit mà là quay lưỡi ngoài. This. Không phải pha giờ mà là môi răng này. Father. Không phải là brother mà đọc là gì? Brother. Yeah. Không phải là mother mà mình môi lại là mother. Mother. Đấy. Mình môi lại brother. Đấy. Môi lên răng này. Father. Được chưa? Đấy như vậy ạ. Và close. 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 Được chưa? Đấy. Được chưa? Bây giờ cả lớp tự đọc. Xin mời đọc đi ạ. Bật mic lên đọc được. Okay, âm thờ là âm xa hơi.
âm thờ là âm ra hơi. Dạ. Nó cũng là âm răng lưỡi. Nhưng tuy nhiên là âm tờ thì chúng ta mặt lưỡi trên và răng dưới đều tiếp xúc với nhau hết ạ. Hai răng tiếp xúc với hai mặt lưỡi. Nhưng riêng âm thờ này thì chỉ cần mặt lưỡi trên và răng trên tiếp xúc với nhau là được. Còn răng dưới và lưỡi dưới không cần thiết ạ. Thế chúng ta không cần phải để ý bên dưới ạ. Mà chỉ cần để ý bên trên ạ. Mặt lưỡi trên thì ạ, tiếp xúc với gì? Với răng. À, mặt lưỡi trên tiếp xúc với răng. Đúng rồi ạ. À. Đó. Và nhớ này không phải là như này đâu nhá. Được chưa? Mà nó sẽ rất là mềm mại ạ. Sẽ làm như này nó sẽ mềm mại hơn là cái việc chúng ta. Được chưa? Nó rất là cứng và khô. Đây làm như này. À, chặn lưỡi và răng. Đấy, răng và lưỡi này. Đấy, nó ra hơi như vậy ạ. Dạ. Đây. Đây. Dạ, đây. Đấy, tức là chặn cái răng và lưỡi. Xong đẩy hơi từ trong ra. Cứ chặn răng và lưỡi xong đẩy hơi từ trong ra. Dạ, xong thủ lưỡi lại. Đó. Nhưng mà phải hít hơi đã xong rồi nha. Chứ còn thở ra ba cái là hết hơi ạ. Hít hơi và đã xong rồi phải lại làm tiếp ạ. Dạ. Đây. Được chưa? Đó. Rồi, ok. Đây, làm được chưa? Các bạn làm được chưa? Và từ thử nhá, bây giờ như này nhá, từ này. Và từ ví dụ như là từ gầy nhá, các bạn không đọc thin đâu, không phải thin đâu, đặt lễ ngoài này. Thin. 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 Đấy, không phải thin đâu nhá, đặt lễ ngoài này. Think. Think. Thin. Không phải cảm ơn là thanh đâu nhá, không phải thanh đâu ạ, đặt lễ ngoài này. Thank. 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 Đấy. Không phải dày là thích đâu nhá, không phải thích đâu ạ. À. Đặt lễ ngoài này. Thank. Think. 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 Yeah. Think. Đấy. Suy nghĩ này. Think. 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 Bây giờ cứ đặt như thế, đặt ra ngoài đàm đi. Think. Think. Suy nghĩ đấy. Think. Think. Cảm ơn này. Think. Think. Gầy này. Thin. Thin. Dày dày. Think. Think. Ok. Đó là chữ thờ. Ở cuối một chữ thì không đọc như thế đâu ạ. Mặc dù nó là âm ra hơi. Nhưng đầu giữa cuối không giống nhau. Nếu mà giữa thì vẫn đọc như thế ạ. Giữa đọc như thế. Ví dụ trong từ. Từ này này. Từ từ không có gì ấy. Bạn biết cái từ không có gì không? Đây. Nothing. Nothing. Đây ạ. Chúng ta sẽ đọc như nào? Đây ạ. Nothing. Nothing. Đúng rồi ạ. Đây. Thì phiên âm của nó như này đúng không? Đây. Na. Đây thở đây. Được chưa? Đi đọc. Nothing. Nothing. Đặt lưỡi ra ngoài này. Nothing. Nothing. Nó chậm sẽ như thế mà nhìn thấy không? Nothing. Nothing. Thủ lưỡi lại ứng đi. Nothing. 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 Đúng không ạ? Nothing. Nothing. Đó. Được chưa ạ? Đó. Mình phải đọc cái gì? Chứ không phải là nothing, nothing. Không phải thế đâu ạ. Nothing. Nothing. Không có gì cả. Được không ạ? Na tình. Được chưa? Đấy là giữa nhá. Ở cuối một chữ thì không đọc giống như vậy đâu ạ. Ở cuối một chữ nó đọc thì âm rất là khô. Mà người bản ngữ người ta dạy như thế. Cuối cùng ở cuối một chữ nó đọc không đọc thế đâu ạ. Nó dạy một kiểu nhưng vào từ đọc lại một kiểu. Ngày xưa cô tập rồi bảo sao nó khó thế. Sao lại thế này nhỉ? Sao mình lại vào từ mà mình thấy nó không giống với Tây. Sau đó thì sao mới tìm ra được thấy cái mẹo của cái âm này. Nó ở cuối một chữ thực ra nó rất là dễ. Chứ nó không khó như mình nghĩ đâu ạ. Đó. Thực ra nó rất là dễ luôn ấy.
nhưng mà mình thấy rằng là mình không tập, mình không quen, mình không biết ấy, thì mình thấy nó khó thôi. Thực ra thì các một cuốn nếu mình đọc là ví dụ cái miệng nhá, đây chúng ta để ý này, cái miệng này, nếu như thường bạn đọc mau đúng không, bạn đọc có mau, cái mau cái miệng chuột ấy thì không biết là cái từ nào là từ nào đúng không ạ? Đây chữ này là chữ thở cuối đúng không, đây là thở cuối này, từ con chuột thì nó lại thế này, âm s cuối đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là rất là khác nhau nếu bạn đọc mau. Nhưng mà có thấy tay nào đọc thế không? Không ạ. Nếu đọc mau, có thấy tay nào đọc gì không ạ? Không thấy thằng nào đọc thế cả. Đúng không ạ? Các bạn áp dụng đúng cái cách đấy vào từ để đọc sai. Nhưng mà để đọc âm này chuẩn được, các bạn thấy nó phải đánh tay nó đọc này nè. Mau. Để đọc âm này chuẩn. Thế các bạn xòe cái tay bạn ra. Xòe bàn tay của bạn ra. Tưởng tượng trên tay các bạn toàn bụi là bụi thôi. Rất là nhiều bụi. Nhưng mà các bạn bây giờ thổi một phát, một phát là hết sạch bụi luôn trên tay ạ. Nào, xin mời ạ. Môi như nào? Nhu. Chụp vào, đúng không ạ? Thổi lại lần nữa thế nào? Môi như nào? Chụp vào, như huyết sáo. Chụp vào như huyết sáo. Tiếp ạ. Bây giờ, không phải trên tay bạn là bụi nữa. Mà trên tay bạn toàn cát là cát thôi. Dạ, trên tay bạn toàn cát là cát thôi. Chứ không phải bụi nữa. Được chưa? Vậy thì bây giờ nào, thổi một phát cho hết sạch cát trên tay. Nào xin mời, thổi. Cát nha, cát nặng hơn nhá. Để thổi mạnh một phát ạ. Đây ạ. Đúng không ạ? Được chưa? Đó. Các bạn phải thêm cái gì nữa? Ngoài cái môi trụng ra các bạn thêm cái gì nữa? Thêm cái gì ạ? Cong cái lưỡi. Đúng rồi, đây ạ. Lưỡi đi cong. Đấy, cong cái lưỡi, à đúng không ạ, phải cong lưỡi này. Phải cong lưỡi đúng không? Đúng chưa? Và nằm mà lưỡi là lưỡi bé thì chắc khó cong đúng không ạ? Màu. Màu. Cong để ỏm. Ok. Đấy. Ừ. Được chưa? Đó. Nên khi vào từ các bạn chính thành miệng phải y như thế của miệng. Ví dụ vào từ là cái miệng này. Màu. Có đi ạ? Màu. Màu. Có đi ạ? Màu. Màu. Răng này. Chè. Một các bạn hỏi từ cái răng đúng không ạ? Chè. 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 Răng lưỡi. Đây con mở bạn nhìn thấy đấy. Phía bắc này. Nose. Nose. Rồi. Phía nam này. South. South. Bây giờ xin mời vào từ đọc một lượt này. Đây. Đặt lưỡi lên. Think. Tiếp theo ạ, nothing. Tiếp ạ, mờ mí môi ạ, mouth. Đúng rồi ạ, nose. Rồi, ok. Các bạn đọc lại một lượt ạ, tự đọc đi ạ. Ok. Đó, vậy thì chúng ta đã xong 25 âm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang gì ạ? Phần trọng âm của từ. Còn lại hôm sau sẽ học tiếp. Trọng âm chắc hôm nay là sẽ không hết được. Nhưng mà cứ học thôi ạ. Hôm sau sẽ đi tiếp ạ. Phần còn lại không có sao cả. Ok. Đây, chúng ta sẽ vào phần word stress là trọng âm của từ. Phần này chịu khó ghi chép một chút, hôm sau vào phần trọng âm của từ, hôm nay thì đi phần ghi chú trước. Thầy đi vào một nguyên tắc trước.
ra trong ông từ này cũng 3 phút là xong hết mà. Thế đây cho mẹ. Ta ghi chú đầu tiên à. Vậy thứ nhất và trọng âm từ là gì? Trọng âm từ chính là số 2 ấy mà chúng ta học ấy, chúng ta còn nhớ không ạ? Chúng ta đã đi hết hai phần rồi ạ. Còn nhớ cái phần nào mà cái ngôi nhà phát âm ngay từ đầu cô Lan đưa cho lớp mình không? Còn nhớ không ạ? Phần thứ nhất là âm đúng không? Bên này là phụ âm một nửa từ này. Đúng không ạ? Phụ âm này. Là nửa từ là 25 âm xong chưa? Rồi ạ. Rồi, rồi còn em. Nguyên âm này chưa đúng không? Nguyên âm này chưa? Cái này là 21 âm đúng không? Đấy là hai cái tường này đúng không ạ? À? Thì mình đi một lượt được một cái tường rồi. Và cái mái này chính là cái phần gì đây? Trọng âm. Cái này chỉ một buổi thôi hả? À? Một buổi là thoải mái là xong rồi ạ. À. Đó, sau đó chúng ta mới đi phần này đúng không ạ? À? Còn phần dưới này là phần luyện giọng. Còn đây là phần spelling đánh vần, là phần chát chít cho ngôi nhà này đúng không? Còn nhớ không ạ? À? Đấy. Và chúng ta đi theo trật tự đó là một là phụ âm, hai là trọng âm và ba là nguyên âm, bốn là gì? Luyện giọng và năm chính là đánh vần spelling. Và 1 2 3 này trong cái ngôi nhà này là sẽ được học này. Còn hai cái phần này là gì? Đã vào trao giải mà, đúng không ạ? À? Đó là hai phần mà chúng ta sẽ gì? Cần phải phấn đấu. Còn đây chúng ta đang đi nội dung số 2 này, nội dung 2 một buổi là xong ạ. À? Nhanh không ạ? À? Đi nào. Vậy trọng âm là gì? Trọng âm chính là phần mà gì chúng ta thấy là giống như dấu vụ dấu Việt Nam ấy. Vụ dấu, dấu huyền, dấu sắc, dấu ngã, dấu hỏi, dấu nặng ấy. Thì tiếng Việt là như thế, còn tiếng Anh thì nó có trọng âm. Không có dấu nhưng có trọng âm. Chúng ta biết rằng ví dụ không biết được đọc father, mother, comfortable, vegetable, đúng không ạ? Photography, đúng không ạ? Photography. Đọc như vậy ạ. À, là không có trọng âm gì hết ạ. À. Hết phần này chúng ta biết là trọng âm của từ rơi vào đâu và đọc chuẩn, chứ không đọc là như chúng ta vẫn đọc như xưa kia, đó là không biết trọng âm từ đâu đâu. Chẳng cần biết một là gì không có trọng âm, hai là gì ạ? À? Mạnh thì nó sắc luôn. Đấy, phá giờ, mã giờ, finish, cottage, đúng không ạ? Đây là complete, người ta đọc thế thôi ạ. À. Get, add, date, không được ạ. À. Tất cả những đấy là chúng thẳng thành yếu sắc, một thẳng thành yếu sắc, hai là không có gì hết. Đấy, người Việt Nam mình như thế đấy ạ. À. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào nguyên tắc ghi chép nha, phần này mình ghi chép đầy đủ không là nhà tốt ạ. Đầu tiên ạ, khi có trọng âm rơi vào, ta đọc mạnh hơn so với âm còn lại. Khi có trọng âm rơi vào, đọc mạnh hơn so với âm còn lại, nhưng không mạnh như dấu sắc của Việt Nam. Dạ. Khi có trọng âm rơi vào, ta đọc mạnh hơn so với âm còn lại, nhưng không mạnh như dấu sắc của Việt Nam. Được chưa? Đó. Nên là nhớ là không đạch mạnh như dấu sắc, thả dấu sắc đâu nhá. Đó, mạnh hơn thôi, không dấu sắc đâu ạ. À. Tiếp theo, từ có hai âm tiết trở lên, xuất hiện trọng âm của từ. Từ có hai âm tiết trở lên, xuất hiện trọng âm của từ. Nguyên tắc số 3, tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ thì không bao giờ ưu tiên nhận trọng âm. Tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ không bao giờ ưu tiên nhận trọng âm. IT không được tự ý duyệt cho học sinh vào nhé ạ. Cô thấy con cho ra, cô cho ra xong lại đi tự duyệt vào đấy ạ. Bạn nào tự ý duyệt Zoom là cô rút hết quyền giờ đấy ạ. Đây là cô đưa cho ra, bây giờ lại cho vào hết đấy ạ. Cô có ID em đốt sẵn là một cam và tính thì bạn ấy học sẽ dễ hơn ạ. Cái gì đấy ạ? Chẳng nghe thấy cái gì ạ? Nghe cứ giật 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 giật.
Cô giáo ơi, tiếp đầu vị ngữ với tiếp vị ngữ là cái gì cô? Từ từ khắc có à? Dần dần khắc có à? Có hết ra ngoài ạ. Rồi, tiếp đầu là gì? Tiếp đầu là phần thêm vào đầu của chữ, làm cho nghĩa của từ đó thay đổi ạ. Bạn admin là bạn nào không có tên đi ra ngoài ạ? Ngồi không trước màn hình ạ? Dạ. Phần thêm vào đầu của một chữ làm cho nghĩa từ đó thay đổi ạ. Ví dụ tiếp đầu là âm, âm, im. Đấy, cho hết rồi đi ạ. Làm cho nghĩa của từ đó thay đổi hả cô? Đúng rồi, làm cho nghĩa từ đó thay đổi. Ví dụ, chúng ta có từ happy là gì? Hạnh phúc. Bây giờ chúng ta có từ unhappy, thêm cái tiếp đầu đấy vào thì nó trở thành gì? Không hạnh phúc ạ. Được chưa? Không hạnh phúc ạ. Đó. Ví dụ như chúng ta có từ gì? Umbrella và thêm từ un vào thì mình umbrella. Umbrella. Dạ. Umbrella. Bạn MLT là bạn nào không có mặt trước màn hình? Có ra ngoài hết ạ. Rồi. Nãy giờ chưa qua luôn. Rồi, đó là tiếp đầu thêm vào đầu chữ. Tiếp vị ngữ là gì? Tiếp vị là phần thêm vào đuôi của một chữ, làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Tiếp vị là phần thêm vào đuôi của một chữ, làm cho nghĩa của từ đó thay đổi ạ. Được chưa? Ví dụ AGE, tiếp vị ngữ AGE, ví dụ chúng ta có từ đây ạ, như sau. Ví dụ chúng ta có ngôi biệt tự là VL như thế này đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta thêm tiếp vị là VL, có chữ A rồi chỉ phải thêm GE thôi. Chúng ta có thả trọng âm vào đây là đọc VLIT không? Không ạ. Đã lớp. Không đúng không? Bởi vì mình đi công tác rồi là cái tiếp vị này không nhận trọng âm đâu ạ, vì vậy không thả trọng âm này là một. Các bạn đã thả trọng âm ở đây rồi, các bạn đã thả thành dấu sắc nữa, sai chưa? Rồi. Ờ đúng rồi, vì vậy ơi không thể thả sắc mà trọng âm không rơi vào đây đâu ạ, mà rơi vào đây ạ. Nên là VLIT là sai rồi ạ, mà phải đọc là gì? VLIT. Trọng âm rơi đầu là VLIT. Dạ, cái LIT thì sẽ không thả nặng đâu ạ. Tương tự như thế chúng ta có từ CLAM này này, biết không? Từ này này. Ờ, leo trèo ấy. Thế là chúng ta thêm từ ATE vào thì chuyển thành gì? CLAM. Khí hậu có đọc climate không? Climate. ATE này có nhận trọng âm không? Không ạ. À. Em không đọc đây, không rơi đây đâu mà climate ạ, à, mà trọng rơi một ạ. À. Rơi vào còn lại ạ. À. Vậy sẽ đọc là gì? Climate. Climate ạ. Climate. Climate. Tương tự như thế chúng ta có từ gì ạ? Beautiful đúng không? Beautiful. Beautiful. Bây giờ thêm một từ đó là beautifully. Có trọng âm rơi vào đây không? Không ạ. À. À, mà trọng âm vẫn rơi vào gì ạ? À? Âm chính của nó là beautiful. Đúng không ạ? Thế rồi có teacher. Không bao giờ rơi vào những cái đuôi đấy. Mà các bạn hay rơi trọng âm vào cái, hai cái chữ này này. Bạn hay bị mắc nhiều nhất ạ. À? Đúng không ạ? Thì short tít này. Toàn đọc short tít thôi ạ. À. Đấy như này là hỏng hết ạ. À. Xong rồi cot tít này. Đấy cot tít này. Nhà tranh này. Đúng không ạ? Thì cot là cái cuối của trẻ em. Bây giờ thêm đuôi này vào phát thế là thành gì ạ? Thành là gì ạ? À? Nhà tranh đúng không? Nhưng này đọc cot tít. Shortage hết rồi, thả trọng âm sai để thả thành dấu sắc nữa rồi. Mà như thế này phải đọc là shortage, shortage và cottage, cottage. Đấy đọc như vậy ạ. Chứ không đọc ai đọc là VLIT, climate, shortage, cottage các bạn đọc thế các bạn. Dạ, đấy là cách các bạn đang đọc nó bị gì ạ? Nhầm hết rồi. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp âm tiếp theo nhé các bạn. Thử đọc cái từ này một lượt xem nào. Đọc này. Village. Village. Rơi đầu ạ. Village. Village. Climate. 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 Shortage. 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 Cottage. Cottage. Đúng rồi ạ. Chúng ta sang nguyên tắc tiếp theo. Nguyên tắc tiếp theo đó là từ có một âm tiết đương nhiên nhận trọng âm.
Từ có một âm tiết, đương nhiên nhận trọng âm. Nhưng khi phiên âm ra thì sao ạ? Không đánh dấu trọng âm. Từ có một âm tiết thì đương nhiên nhận trọng âm. Nhưng khi phiên âm ra thì không đánh dấu trọng âm. Vậy thì từ đây chúng ta có một nguyên tắc đó là gì ạ? Từ đây chúng ta có một nguyên tắc là gì? Đây. Ví dụ đây, nhìn thấy chưa? Bình thường chúng ta đang nghe chị đọc cái này là later thôi. Nhưng nếu chúng ta thả trọng âm đương nhiên nhận âm nhá. Thế chúng ta thành trọng âm là gì ạ? Thành dấu sắc là late mất thì là thành dấu sắc lại không được. Mà chỉ hơi thả thôi ạ, hơi thả là late. Late. Tôi mới sửa nhẹ. Late. Đó không phải let ạ. Cũng không đọc là s ạ. Không thành dấu sắc đâu ạ. Mà hơi thả thế ạ. It. Đấy. Không đọc là great ạ. Thành dấu sắc hay great là không được ạ. Mà là great. Great. Đó. Đọc như vậy. Great. Ok. Rồi. Xin mời cả lớp cùng đọc lại một lượt nào. Late. 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 Các bạn great. Great. Rồi ạ. Ok. Tiếp tục nguyên tắc cuối cùng. Tất cả các nguyên tắc dưới đây sẽ giải quyết tối đa 70% trọng âm từ. Ngồi chung cô ngồi cô kích phát để chụp người ra. Và có IT thì cô để cho IT chứ cả một mình cô cái lớp cái trăm người thì thoát được không phải mắt tôi cô. Ai vào mới vào sớm vào muộn cô biết hết luôn. Kích hết ra khỏi cho nó vắng, cho nó vắng bóng. Người học có mặt trên màn hình tắt cam ra hết rồi. Bạn Hoàng Huyền này nữa không thấy cam đâu. Đi ra ngoài. Tất cả các nguyên tắc dưới đây giải quyết tối đa 70% trọng âm của từ. Vì từ nào cũng có gì ạ? Nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ và từ mượn. Tối đa là 70% nhá, không phải bảo ôi sao học hết rồi cô ơi mà em vẫn chưa làm được hết. Cô bảo tối đa là 70% bởi vì có ngoại lệ và từ mượn. Ngoại lệ thì lên level 2 sẽ được tiếp tục biết ạ. Còn từ mượn thì phải học thuộc, không còn cách nào khác đâu ạ. Còn lại là học nghiêm túc đấy, chăm chỉ, nghiêm túc, tốt. Được chưa, xong chưa? Đây mới chỉ là ghi chú thôi, bây giờ vào nguyên tắc này. Bây giờ vào nguyên tắc. Ghi chú đấy là chúng ta nhớ được khái quát để hiểu được về phần trọng âm đã. Nhớ là không mạnh như dấu sắc nha. Let, s, det, great, đã không được đâu nha. Hơi thả thôi ạ. Tít, có tít, complete, không phải thế đâu ạ. Rồi, bây giờ một nguyên tắc đầu tiên ạ. Nguyên tắc đối với động từ. Nguyên tắc đối với động từ. Thu Hường tắt cam ra ngoài nhé. Rồi. Đối với động từ các bạn ghi này. Đối với động từ có hai âm tiết. Ơi. Từ từ ạ. Từ từ. Nhanh đậm quá ạ. Một chút. Vâng ạ. Đối với động từ này. Đối với động từ có hai âm tiết các bạn ghi này. Trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Đối với động từ không có tiếp đầu ngữ. Đấy. Rơi vào âm thứ hai. Đối với động từ có tiếp đầu ngữ. Đối với động từ hai âm tiết nha, đây là hai âm tiết nha. Các bạn lưu ý này. Trong tiếng Anh thì động từ hai âm tiết chiếm nhiều nhất. Chiếm nhiều nhất. Sau đó đối với động từ một âm tiết. Sau đấy động từ bốn âm tiết và sau đó mới đến động từ ba âm tiết. Bốn âm tiết có nhưng bốn âm tiết ít lắm ạ. Bốn âm với năm âm tiết ít rất ít luôn, động từ bốn năm âm tiết ít lắm. Chủ yếu là động từ hai âm tiết này. Đây là đa phần chưa?
Đấy, động từ ham tiết này chúng ta chỉ cần gì ạ? Để ý là rơi vào thứ nhất đối với động từ không có tiếp đầu ngữ. Tiếp theo, rơi vào âm thứ hai đối với động từ gì? Đối với động từ có tiếp đầu ngữ. Có tiếp đầu ngữ. Đúng rồi, đối với động từ có tiếp đầu ngữ. Đối động từ có tiếp đầu ngữ, được chưa? Xong chưa? Rồi ạ. Rồi. Đây. Đây là cô viết tiếng Anh. Vẫn là dòng lễ thôi nhưng cô viết tiếng Anh thôi. Được chưa? Bây giờ tiếp đầu ngữ là gì đây? Đây tí là tiếp đầu ngữ động từ rồi ạ. Tiếp đầu ngữ động từ chính là re, đi, become, a. Cơm chưa? Nhanh quá. Được chưa? Đây, cứ nhìn thấy cái động từ có hai âm tiết mà có những cái đuôi này, có cái đầu này, be này, đi này, be này, come này, ơ này, pro, x, im, in này. Tứ tóm lại có cái đầu này thì trọng rơi hết hai. Có những cái đuôi này, đầu này rơi hết hai. Còn không có cái đầu này thì trọng rơi một. Có nhìn thấy không? Travel không có đầu, listen không có đầu, open không có đầu, finish không có đầu. Bạn Hoàng Huyền lưu ý là buổi sau có cam nha. Cô đã báo ngay từ đầu là phải có cam chứ không học không có cam là cô không cho vào lớp đâu ạ. Quản lý lớp học vừa nhắn cho cô nhưng mà cô chậm trước rồi đấy ạ. Chép xong hết chưa ạ? Huyền buổi sau chuẩn bị cam cho cô nhá, chuẩn bị cam đầy đủ nhá. Chứ em bật cam nhưng có cam đâu đen gì gì ấy. Nên cô chả đuổi ra khỏi lớp gì nữa. Em bật cam nó có lúc đầu nó vẫn hiện lên, nó vẫn có hình, mà bây giờ không hiểu sao cái hình nó không bị đen thì em không biết. Lần sau kiểm tra nhá. Quản lý xin được cô cho vào, còn đâu những trường hợp khác không cho vào. Đây, chúng ta nhìn thấy chưa? Đấy, cứ nhìn thấy tiếp đầu này thì gì? Trọng dây 2. Còn cái từ travel là có chất đầu không? Không, dây 1, đúng không? Đấy, dây 1. Cứ không có tiếp đầu thì dây 1, còn nó có chất đầu dây 2. Vậy chúng ta có đọc finish không? Bây giờ có đọc finish không ạ? Hello? Đúng rồi, chúng ta có đọc finish là thứ nhất là thả trọng ông sai, trả trọng âm và cái đây là cái tiếp vị. Cái đây là tiếp vị đấy, cái đuôi is này cũng là tiếp vị. Mà để thả thành yếu sắc nữa là sai. Mà trọng phải rơi vào 1. Vậy lọc là finish. Được chưa? Chỗ này có đọc complete không cả lớp? Không ạ. Có đọc complete không? Thả thành yếu sắc là lead không? Không ạ. Mà chúng ta phải hơi thả trọng âm thôi ạ. Complete. Chúng ta kéo dài như thế chứ không phải đọc lead đâu ạ. Complete. Chỗ này có đọc appear bằng nhau, ơ với bằng nhau và peer là bằng nhau không? Appear. Rồi, vậy chúng ta đọc là gì? Appear. Đúng rồi ạ. Appear. Đúng rồi ạ. Đó, trọng âm dây appear. Open. Có open bằng nhau không? Open. Và trọng âm dây 1 là open. Dây 1 là open. Có design bằng nhau không? Design. Và phải mạnh cái design này này, đúng không ạ? Design. Có đọc protect bằng nhau không? À, đã đọc protect thả thành tắc tách không? Project.
Protect. Đúng rồi, phải đọc hơi mạnh một chút thôi ạ. Protect. Protect. Không đọc pro đâu nhé, tiếng Anh không có âm O ạ. Tiếng Anh không có âm nào là âm O hết ạ, chỉ có âm Ơ thôi ạ. Protect. Protect. Đúng rồi. Có đọc listen không? Thành lead không? Listen. Phải đọc là gì? Listen. 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 Đúng rồi ạ. Listen. Listen. Có đọc travel bằng nhau không? Travel. Mạnh hơn này. Travel. 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 Có đọc become bằng nhau không? Không ạ. Rồi, đọc mạnh vào sau ạ. Become. Become. Đúng rồi ạ. Become. Become. Có đọc reduce bằng nhau không? Không ạ. Reduce. Rồi, phải đọc là gì? Reduce. 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 Đúng rồi ạ. Xin mời again one more time đọc lại nào. Reduce. Reduce. Tiếp tục ạ. Become. Become. Travel. Travel. Listen. Listen. Protect. Protect. Các bạn decide. Decide. Open. Open. Appear. Appear. Complete. 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 Finish. 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 Rồi, very good job. Bây giờ cả lớp tự đọc lại xem nào. Reduce. Reduce. Become. Ok rồi đúng không? Appear. Mình sẽ đọc lại một lượt nữa nhé, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần giao tiếp ạ. Đây xin mời reduce. Become. Travel. Travel. Listen. Protect. Decide. Open. Appear. Complete. Complete. Finish. Finish. Okay, very good job. Chúng ta còn nguyên tắc của tính từ và danh từ, trạng từ nữa thôi. Hôm sau chỉ đi khoảng 15 phút là xong rồi ạ. Hôm sau chúng ta sẽ đi tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần giao tiếp nhé. Đó, tạm thời hôm nay là phần, hôm nay được nguyên tắc động từ đây. Hai tiết là có thể xài được rồi đấy. Như thế hai tiết là gì? Động từ hai tiết thì gì? Rơi nhất khi không có tiết đầu, rơi hai khi có tiết đầu hết. Đúng không? Đấy, xài được rồi.